Chào mừng anh chị em đã quay lại kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay bên em xin tiếp tục giới thiệu đến anh em một mẫu lọc xì rất là đình đám mang thương hiệu Victor. Có model là Victor CR7. Em này thì còn không còn quá xa lạ đối với anh em chơi lọc xì. Em này có nội thất và cấu hình rất là khủng. Chỉ sau em Victor 80 và Victor 7070 anh em nhé. Các cái tính năng cũng như là các cái kết nối rất là nhiều. Em này thì sở hữu được 4 cái cổng kết nối, em chỉ nội 3 cổng kết nối nhé. Đấy. Tép 1, tép 2, tép 3 này. Rất là nhiều. Đó. Có thêm một cái dàn chỉnh phụ tăng cái độ vọng mà nhiều em đọc xì khác là không có. Em này thì kích thước ngang là 43.5, cao 16 và sâu là 32 cả đầu cần. Máy chạy điện 100 và công suất tiêu thụ điện là 20W anh em nhé. Tính năng thêm một cái tính năng, nó là tính năng reverse này. Đảo ngược cái vị trí chỉnh cao thấp này. Đó. Tiếp đó nữa là tính năng suy giảm xuống chạy giải, cả cái giải này là 6 decibel hoặc 12. Đây, anh em nhìn thấy không ạ? Nghe tiếng nó bé đi hẳn. Còn cái tính năng tiếp theo nữa là tính năng suy giảm xuống âm từ 0 xuống 6 decibel nhé, tiếng nó bé đi. Đấy, còn đây là cái nút chỉnh của cái hệ thống delay này, cho nó tiếng nó trễ, nó vọng lên một chút. Đây là hai cần volume của cái vọng ít hay vọng nhiều này. Đây là các giải, lưng các giải. Giải của em này thì xuống rất là sâu, xuống 16Hz nhé, lên đến 32.000. Anh em nhìn thấy không ạ? 32.000Hz. Đáp tuyến giải tần của nó là 12 cộng trừ 12 decibel. Đó, bây giờ em quay qua nội thất, sau đó em sẽ quay qua góc cạnh cho anh em nhìn nhé. Giá sản phẩm này thì cũng không hề rẻ, nên là anh chị em nào mà quan tâm, có nhu cầu quan tâm thì có thể alo giúp em. Vì sản phẩm này về em về đến đâu là em bán hết đến đó luôn. Đây là nội thất của em nó. Máy em đang cam kết zin nguyên bản 100% cho anh em nhé. Rất gấu luôn. Đây là tăng phô. Được chưa? Máy rất sạch và sáng luôn. Bây giờ em sẽ quay qua góc cạnh ạ. Cách đây khoảng 2 tuần thì em có về một em, thì em đó thì đẹp xuất sắc. Em này thì về thì nó không may, nó có một số cái vết xước rất là mỏng, cũng không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ cả. Nhưng mà em thì em vẫn quay và em giới thiệu đến anh em những cái vết mà nó bị xước để anh em nhìn rõ. Đây, anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, có những cái vết xước rất là mờ này. Đấy. Thì tất nhiên là cái giá cái sản phẩm này thì nó không bằng cái giá sản phẩm bữa trước được, nhưng mà em vẫn phải nói với anh chị em vì em làm trên mạng là cứ chia sẻ thật những cái gì hiện trạng của máy anh em nhé. Anh em nhìn thấy không ạ? Còn góc cạnh thì khoảng căng. Đó. Góc cạnh khoảng căng. Đây, có vết xước rất là mờ này, anh em nhìn thấy không? Đấy, đây là dí điện thoại rất là gần thì nó mới phát hiện ra nhá, còn mắt thường thì đứng xa thì không bao giờ nhìn thấy được. Đấy, góc cạnh này. Đó. Và giá sản phẩm này thì em cũng có bán ra với giá là nó rẻ hơn với em Victor R7 mà em gửi đi Nam Định một chút, nên anh chị em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ đặt hàng giúp em. Vẫn số điện thoại cũ là 0981956486 ạ. Anh chị đang xem video thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé, để ủng hộ bên em để làm những cái video tiếp theo gửi đến cho anh chị em xem. Còn bác nào ở khu vực Hà Nội thì có thể qua trực tiếp shop với em tại số 8 ngách 26 ngõ Trần Cao Vân để xem hàng và nghe thử. Em xin nhắc lại là sản phẩm này của bên em chỉ có một sản phẩm thôi, nên anh chị em nào quan tâm thì nhanh tay giúp em ạ. Một lần nữa em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của Nam Audio. Chào các bác.